Mến kính chào mọi người, rất vui khi gặp mọi người ở trong video hôm nay ha. Thì hổm gầy mình ăn Tết lớn quá nên không có làm video ha. Nói chơi chứ mình cũng ăn Tết thường như mọi người thôi mọi người ơi. Tại vì mình ăn Tết nghỉ Tết cũng cũng khá là lâu đó, rồi cái công việc mình nó dồn, công việc vườn. Nó dồn và công việc chăn nuôi nó cũng dồn luôn. Mình chích vaccine cho gà, rồi bắt gà ấp bội, nói chung là công việc rất là nhiều, nó bị dồn á, nên hổm ngày mình không có thời gian để mình làm clip. Thì hôm nay mình làm clip, sẵn mình làm thêm mấy cái cốc uống gà tự động nâng cấp thêm á, tại vì hôm nay là nắng rất là nhiều. Cái tháng này là tháng nắng với vài tháng nữa là nó nắng và nó hóc, nên mình gia cường mà tăng thêm vài cái cốc ở trong cái khu nuôi trong của mình nè, đặng cho cái đủ cái lượng nước gà nó uống, nó không có bị uống xuống cái đường rãnh của mình. Cái đường rãnh mình chưa có lắp á, thì thôi năm mới mình cũng mến kính chúc mọi người ha. Mọi người thật là nhiều sức khỏe nè, vạn sự như ý, phát tài phát lộc và luôn thành công trong cuộc sống ha. Quan trọng nhất là mong cho mọi người ai cũng có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì cái dịch bệnh Vũ Hán này nó rất là bùng phát ha. Thì ở Trung Quốc và ở Việt Nam mình cũng có. Thì trong video này mình cũng mong muốn với mọi người là có một sức khỏe tốt để chống chọi với những cái cơn dịch này ha. Thì mong là cái cơn dịch nó sẽ Việt Nam mình sẽ dập tắt được và nó không có bùng phát ha. Thì cái điều đó thì tất nhiên ai cũng muốn, mà mình cũng mong và cầu nguyện mọi người đừng được bình an ha, và không ai bị mắc bệnh hết ha. Thì những người mắc bệnh mình cũng mong cho mọi người đó, những người đó và sớm hết bệnh. Thì hôm nay mình sẽ nói tiếp về cái này. Thì mình cũng làm thêm nè. Mình làm thêm cái cốc tăng cường cho cái mùa nắng này nè. Thì cái cốc này nó cũng có ưu và nhược điểm ha. Như cái cốc này á, thì nó cũng rất là tiện, được cái là nó gọn ha. Nhưng mà nó cũng rất là dễ đổ. Khi mà mình để cái trong cái chuồng chật á, chuồng chật á thì con gà nó bơi hay là nó đụng đầu như vậy á, ở cái đầu ở dưới mà nó đụng lên là nó đổ lầy hoài luôn á. Những con gà mà hay quậy hay phá là nó đụng hoài à. Như khi khò qua khò lại cái đầu đụng nhất là cái chuồng chật. Mình cũng có mấy cái chuồng chật á. Cái chuồng nó gọn gọn chừng 8 tấc, 9 tấc à. Thì nó gà mái hay gà trống mình nhốt tổng nó dễ làm đổ lắm. Thì cái này phù hợp, rất phù hợp cho cái không gian rộng nha, chứ không gian chật á, là gà nó làm đổ và lầy lội. Thì cái này nó hay, nhiều khi cái con gà nó nhảy lên nó cũng giục. Cái này cũng dễ mở, mình bóp cái mỏ này lại, bóp cái mỏ này lại là mình lấy ra xo. Cái này như cái này là mất miếng cao su, cái này nó bị mất mấy cái củ á, rồi con gà nó nhảy á, nó mất miếng cao su trong đây. Rồi mình lấy cái mới này mình gắn qua cái cũ á, em lấy cái khác. Như cái này, cái này nó có miếng cao su này nó rất là dễ mất nha. Khi mà nó giục cái này rồi á, là cái con gà nó lại nó mổ cái này á, là nó mất mất là nó xì nước, không có miếng cao su này thì nó không có tác dụng gì hết. Với cái lò xo khi mà nó văng ra rất là dễ mất lò xo. Khi gà nhảy lộn dí lộn, con này dí con kia này nó bay lên, nhảy lên là nó giục cái này ra nè. Với có một cái nữa là nó hay bị xì xì thì mình quấn miếng cao su non ha. Mình tốt nhất mình quấn ở vòng đây, để lát mình gắn kia. Cái này mình xài á, thì mình thường mua nguyên cuồng. Nguyên cuồng này nó khoảng 30 mấy mét, mình nhớ là mình đo rồi, nhưng mà ba mấy mét á, nó khoảng
mình mua cái một cuồng thì ba mấy mét nó khoảng giá 16-15 ngàn ha, 65 ngàn, thì tính ra thì nó cũng khoảng 2 ngàn hai mấy mét á, thì mua cuồng thì nó rẻ hơn, nó lợi hơn chút đỉnh. Như cái này giờ mình cái này mình tải cái cây tạp là mình bẻ con kẽm mình đóng vô đây nó tiện ha. Khi cái này mình gáp á, nên đừng có để gục quá ha. Mình thiết kế sao mà nó song song cái này, để gục quá thì nước nó dễ chảy, mà để cao nó nhõng về á, nó nhõng về là nước nó chảy ngược, nó chảy hoài, nó dễ chảy. Yêu cầu cái này nó song, nó vuông góc, nó song song là được. Thì ngay chỗ cái này, chỗ này mình lúc nào cũng máng một cái vùi nhùi để mình chùi. Thì cái này mình bên nên quấn về đặng cho nó ít cái bì xì, nó hay gịnh lắm, nó không quấn cao su non này nó gịnh. Đó, giờ mình sẽ qua bên kia mình gắn. Gắn vào đây mình cắt cái tê đi. Tại cái đường ống này nó có sẵn rồi nè. Đó, cái đường ống này nó có, mình gắn cũ, giờ mình cắt cái tê mình gắn vô đây. Thì nó trước tiên giờ mình sẽ gắn cái bắn cái tê này trước. Tại vì cái này nó có độ nhám nên nó bị gịnh nước á. Có cái thì mình không quấn nó cũng không xì, nhưng mà có cái nó xì thôi, quấn hết cái nào cũng quấn cho chắc cú. Cao su non này thì chiên người ta làm để lấy không được. Cao su non này người ta làm để nói chung là trong quấn răng đồ đó, ống nước đồ rất là nhiều. Mình sẽ đây để sát luôn, khi mà nó gịnh lên mình rút ra một cái là nó cứng lại, để sát cái tê luôn. Ở giờ mình cắt nó sẽ xì nước ấy. Mình không có phá nước luôn, cắt nó sẽ xì nước. Nãy mình quên quấn trước. Đúc xác luôn. Đó, nó chảy qua đó. Giờ mình lại đăng ký xả, cái tay mình dơ quá rồi. Mình đang quay phim cái mình, tại mình kêu voi người ta chở qua. Đây thường là mình gãi voi này nè mọi người. Cái voi này thì do bột đã tan hoàn toàn nha, có nghĩa là người ta đã tan nó thành bột rồi, mà nó còn rất là ấm. Thì công dụng của nó là xử lý nước ao hồ, có nghĩa là bên ao hồ mình nuôi cá đó, sát trùng chuồng tại đó ha. Cái này chiên, nhưng mà này cho gãi cho cây trồng luôn, có nghĩa là mình xử lý cho cây ăn trái mình đó. Thì cái voi này là do bột tan hoàn toàn, nó chỉ là bột thôi nha, chứ không phải vô đá nha. Vô đá không xài được nha, vô đá là không xài chăn nuôi được.
Rồi thôi giờ mình bao gì 30 kg nè. À, mình mua hồi trước nó cũng rẻ, nay lên bao gì 30 kg mà nó 90 ngàn. 90 ngàn bao. Hai bao 180 nha. Cái hiệu nó là Xuân Xuân Đào. Đây Xuân Đào. Hôm đó mình có nói rồi đó. Thôi giờ mình làm tiếp. Đó thì nó chảy ra đó. À, giờ mình sẽ làm mấy cái kia nữa. Nó cũng đơn giản gắn lắm mọi người, cái này nó rất là tiện. Nó được cái là mình khi mình vệ sinh á. Nó đơn giản lắm khi mình vệ sinh á. Tại nó nhỏ nó gọn, mình vệ sinh súc rửa nó rất là lẹ. Và nó trực tiếp có nguồn nước đây thì nó chẳng hạn như một ngày mình cho ăn 2 lần, mình chỉ lật lật vậy hay là mình ngoái và mình chùi. Nếu mà nó thường để lâu mà hay nó bị đóng gông lắm thì mình chùi cái này, là mình dùng cái này ở ở ngay chỗ cây nè, là mình máng một cái hũ mình đựng cái này, máng cao nha, mình máng cao lên đó, mình để cái này nè đó đặng mình cho ăn thì mình chùi rửa rất là lẹ, mình chỉ ngoái vậy là nó sạch rồi. Rồi mình mở ra, nở ra túc nước đó, rất là dễ. Còn như cái cốc bự á, những cái cốc bự á, máng tự động bự á, thì nó bất tiện một cái là khi nó đóng gông rồi đóng dơ đóng bợn rất là nhiều và nó dễ nhiều vi khuẩn, mình vệ sinh không sạch là dễ khuẩn. Còn cái này nó gọn nó nhỏ thì mình có thể mình chùi trong trong chưa đầy 1 phút nữa, mình chùi chưa đầy 1 phút mà nó có nước trực tiếp xả đây thì nó sẽ sạch hơn và con gà ăn nó sẽ sạch hơn. Còn mình làm cái cốc cái nước tự động mà cái những cái bình tự động mà nó khó vệ sinh rửa thì nó cực cho mình. Mình lâu ngày nó sẽ bị đóng, nó đóng gông rồi nó dơ. Cái này mình cho ăn mà liên ngày mình cho ăn 3 lần 2 lần đi thì có thể mình kỹ mình nó dơ là mình thấy mình xúc vậy nè, hoặc là mình rửa thì nó cũng hạn chế bệnh nhiều nữa. Chẳng hạn những con mà nó bị bệnh mà nó sò mò khò sổ mũi rồi lại nó uống nó dơ thì mình xúc nó cũng sạch hơn. Thường ngay chỗ mới thì mình cũng làm vậy luôn nè, một chỗ là có một bùi nhùi vậy nè, mình để mình chùi chỗ nào cũng có máng với mà mình máng mình teo mình chùi. Mai mùa nắng thì gà nó cũng khá là nhiều. Rồi hồi video đến đây là hết ha, giờ mình sẽ làm thêm 2 cái nữa. Mình không quay video mà mình sẽ làm 2 cái ở đằng khu bên kia một cái ha. Đằng đó một cái và đằng đằng đây một cái nữa. Ở khu đây nè, lúc đẳng là ngay chỗ mà cái máng tự động, máng ăn tự động của mình mà gắn đó. Thì mình sẽ làm thêm 2 cái đó nữa là 3 cái. Mình tăng cường đằng cái mùa nóng này nó đủ lượng nước nó uống, thì khi nó không uống dưới cái đường nước mình dơ á. Rồi thôi video đến đây hết nha, cảm ơn mọi người đã xem clip. Chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe và nhớ hãy nhớ đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận những video sớm nhất khi mình tải lên ha, và nhớ ủng hộ kênh mình nha. Nếu video mình thấy hay thì mọi người hãy chia sẻ để cho mọi người cùng giao lưu học hỏi trong kênh của mình ha. Thì mến chào mọi người, tạm biệt mọi người.